violin DC-102 ạ. Đây là chiếc loa, loa của Dục. Mới nhất. Nhìn mưa rơi day dứt con tim, tình yêu bay theo gió qua đêm, thương tiếc nhiều biết ngõ mộ. Chiếc này điều đặc biệt là chạy hai trách nha các bạn nha. Em xin tua lại một chút để em mở cuốn băng 7, mời các bác cùng nghe. Tua tít thật lò. Chiếc này thì em có nội thất nhá, xong rồi em sẽ đăng bài thì em sẽ đăng cả nội thất và có lắp, có loa phụ, có tai nghe đầy đủ. Vâng. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ. Đây là em có thể hiện băng 7 đó. Chạy hai chế độ 33/4 và 7/1/2. Nhớ nàng hãy đừng tôi. Màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thứ nhụy vàng. Chắc nàng yêu tình.